Sáng ngày 2 tháng 4, phường Hồng Phong đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Hồng Phong lần thứ 9 năm 2022, hưởng ứng SEA Games 31. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Hà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã, đồng chí Đào Văn Thắng, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Phong, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã, lãnh đạo phường Hồng Phong cùng đông đảo các vận động viên đại diện cho các lực lượng, tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hồng Phong. Những năm qua, phường Hồng Phong đã và đang tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại với các hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực. Trong đó, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã trở thành hoạt động thường niên. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của thể dục thể thao đối với việc rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống nhân dân, tuyên truyền lối sống văn hóa lành mạnh cho mọi người. Để phát huy về ý nghĩa vai trò quan trọng của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tại buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo của phường Hồng Phong đã kêu gọi mỗi người dân hãy cùng hưởng ứng ngày chạy Olympic và tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để thường xuyên rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao cộng đồng phù hợp cho mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh. Nhân dịp này, phường Hồng Phong cũng đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Hồng Phong lần thứ 9 năm 2022 với 3 môn thi đấu gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn. Trao giải, tặng giấy khen và khen thưởng cho các vận động viên, các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, trước đó đã tổ chức các hoạt động dâng hương rước đuốc lấy lửa truyền thống tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, kịch ngắn, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống toàn diện và động viên khích lệ tinh thần cán bộ, các tầng lớp nhân dân, thi đua giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa thể thao của phường và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.